là ai vậy? Em đoán thử đi, trừ chú sĩ ra nha. Nếu không phải chú sĩ thì là anh Nguyên đúng không? Ừ, Nguyên giúp đỡ chị em mình nhiều lắm rồi, mà chị em mình chưa có tặng cái gì hết đó. Bây giờ chị mai cái áo này tặng, không biết là Nguyên có thích không nữa. Chị ơi, tới giờ hợp toán rồi nha. Theo chị thì cái đường vẽ parabol này nó giống cái gì? Uốn lượn như rồng. Đúng, uốn lượn như rồng. Mà chị nhớ nha, đây là một bài toán khó, cho nên là mình phải vẽ 30 cái nòng súng vô. Ủa, sao mới con cái vậy? Em nói 30 cái nòng súng mà. Phải vẽ 30 cái hả? Rồi, em đâu nói giỡn đâu. Sao cậu cười? Chị dễ dụ quá à. Vẽ 30 cái chỗ đâu mà vẽ. Hay quá à. Dám chọc tôi nè. Chị cũng biết giỡn nữa hả? Thì bình thường tôi vẫn giỡn với Tâm Anh mà. Vậy hả? Vậy để em sẽ phản công. Chắc là cô về. Chị ơi. Hả? Xin lỗi, em giỡn mà. Con sao Tâm Ý? Dạ con không sao. Còn Nguyên nữa, lần sau phải cẩn thận chứ, con trai dòng giỡn kỳ. Dạ. Chị có sao không? Em xin lỗi chị nha. Giỡn gì kỳ vậy? Ủa chị giận hả? Không có gì. Giỡn chi không biết. Này, cái này đâu phải của Tâm Anh đâu đúng không? À, vậy chứ của ai vậy chị? Là của ai vậy? Một người có ơn với tôi. Con làm gì vậy? Ủa dạ cậu. Đồ dơ mà con thích hửi nữa hả? Thằng này. Cậu ơi. Cái áo này là chị Tâm Ý mai hả cậu? Đúng rồi. Sao chị mai tặng cậu vậy cậu? À, cái này là bé Tâm Ý cảm ơn vì cậu đóng tiền thoại cho bé mà. Alo. Tiền điện thoại có bao nhiêu đâu mà phải may áo cho chứ. À, chị ơi. Sao chị giận anh Nguyên vậy? Giận hồi nào? Thì hồi nãy ảnh giỡn. Chị la ảnh, ảnh buồn lắm đó. Thiệt không? Ảnh buồn vậy nè. Vậy đó, ảnh buồn lắm luôn á. Buồn lắm lắm luôn hả? Vô đi. Cậu ăn chút gì nha. Thôi tôi không ăn đâu. Không biết là lát nữa mình có học toán không ta? Để sau đi. Vậy thôi, cậu uống nước chanh nha.
Nguyên à, mày con nít thiệt đó, có cái gì đâu mà giận. Cũng đúng thôi, cậu đóng tiền điện thoại cho chị thì chị trả ơn là đúng rồi. Mày đúng là một thằng nhỏ mọn Nguyên à. Anh hai ơi, cho em mượn lớp đó đi. Đi vô khác chơi, biết. Làm gì lại lớn hết hồn vậy? Có ai đứa lo to hơn mày nữa? Ai? Ai? Dám là em hả? Trời ơi, chết nè. Trời ơi, trời ơi, sợ quá à. Mấy con nhỏ này. Ơi, nè. Linh Chi, có sao không? Linh Chi. Chị ơi. Anh Nguyên nhận chị thiệt rồi hả? Chắc là giận thiệt rồi. Thấy chưa, ảnh mới giận có tí xíu mà chị la quá trời luôn à. Giờ làm sao để cậu ấy hết giận ta? Hay là chị chọc anh Nguyên lại, rồi nói chị thích giỡn, chắc chắn ảnh sẽ hết giận liền à. Được không? Được mà, chị cứ thử đi. Chị để chị thử. Tôi giỡn đó, trò này cũng vui quá ha. Tôi giỡn nhây lắm đó, ngày nào tôi với Tâm Anh cũng giỡn với nhau hết hết trơn á. Tôi làm phiền cậu coi phim rồi, thôi cậu coi tiếp đi nha. Người gì mà giận dai dữ vậy trời. À chị ơi, anh Nguyên hết giận chị chưa? Chưa nữa, con trai gì mà giận dai thế ớn à. Chưa có hết giận đâu. Hù, cậu hết hồn không? Tôi đã nói là tôi rất thích giỡn mà. Giỡn hoài thì chị nói gì thích giỡn.
chọn em.